Thưa mọi người, mọi người biết mình đang cầm một cái gì không? Đêm hôm rồi mình vừa mò ra được ngay con iPad 11 mới nhất, mình sẽ bóc siêu luôn cho mọi người xem nhé. Ayo ayo, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì đã là khoảng 12 giờ đêm rồi, chắc hẳn là các bạn đang chuẩn bị đi ngủ rồi phải không nào? Tuy nhiên thì mình đã vừa mới tìm ra được chiếc iPad 11 mới nhất tại Việt Nam này. Đó, và mùa dịch mà, đi đâu cũng phải có khẩu trang, mọi người đừng quên nhé. Và không dài dòng nữa, mình sẽ bóc hộp ngay chiếc iMac đầu tiên tại Việt Nam này để giới thiệu đến các bạn nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Mark One, số 1 về Mac. Và như sự kiện ra mắt vừa rồi thì Apple đã giới thiệu là iMac 11 này nó khác rất nhiều so với đời cũ cả về bên trong lẫn bên ngoài. Và ngay cả ở phần vỏ hộp này thôi thì mình thấy rằng là nó cũng đã được thiết kế hình ảnh khác là khá nhiều. Và ngay cái phần tay sách này thì năm nay đã được làm bằng vải thay vì nhựa. Mình nghĩ rằng là Apple đã có thể là bảo vệ môi trường hơn, và các bạn yên tâm là cái phần tay này các bạn có được tặng kèm mà không cần phải mua rời nhá. Còn ở dưới này thì sẽ là phần thông số của chiếc máy. Và chiếc máy của chúng ta sẽ là 8 core GPU và có phiên bản là màu xanh, ổ cứng 256GB. Ok. Và không để các bạn chờ lâu nữa, đây là cái màn mà mình rất là hồi hộp. Mình sẽ bóc siêu chiếc iMac 11 này đầu tiên tại Việt Nam. Ok. Yeah. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy có màu blue. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có phụ kiện đi kèm, đó chính là bàn phím và cáp sạc. Nó sẽ cùng với màu của máy luôn nhé, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đầu tiên là cục sạc MagSafe, và nó sẽ có dây bằng nỉ và nó sẽ là màu xanh cùng máy luôn. Bên cạnh đó là bàn phím này thì sẽ được trang bị cả cảm biến vân tay luôn. Ok, mình sẽ để sang để giới thiệu chi tiết với mọi người. Đây là dây nối dài. Ở trong này thì mình đoán là sticker. Đúng rồi, sticker và sách hướng dẫn. Năm nay thì sticker cũng sẽ có màu xanh luôn. Và ở đây là ơn rồi, Apple đã tặng kèm người dùng dây cáp từ Type-C ra Lightning và chúng ta không phải mua kèm. Đây là một cái thông tin mà mình nghĩ khá là thú vị. Và một nhân vật nữa, đó chính là Magic Mouse. Và con chuột này thì cũng sẽ có màu xanh luôn, rất là đặc biệt. Ok, như vậy là hết rồi, chúng ta sẽ cùng đi quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta luôn nhé. Ok, và đến phần quan trọng nhất là mình sẽ bóc siêu chiếc màn hình này ra. Wow. Thực sự là mình nhìn màu thật ngoài đời này nó rất đẹp các bạn ạ, đẹp hơn màu ở trên ảnh rất là nhiều. Wow. Wow. Và mình sẽ start chiếc máy này lên luôn cho các bạn nhé. Và cổng sạc thì được Apple giới thiệu là sạc MagSafe. Nó khá là giống với lại sạc của MacBook đời cũ. Mình sẽ thử. Đã hút rồi rồi, mình cảm giác nó khá là chắc chắn. Nó sẽ không dễ bị tuột ra đâu, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Ok, mình sẽ khởi động luôn lên cho các bạn nhé. Nút nguồn sẽ được đặt ở phần bên trái máy. Wow, vẫn là một cái âm thanh quen thuộc. Và khi mà chiếc iMac này mở lên, nó sẽ tự động là hỏi chúng ta là bật cái phần công tắc ở trên chuột và bàn phím lên, thì nó sẽ mặc định là kết nối luôn. Sẽ bật lên luôn. Đó, sẽ có một biểu tượng hello.
Nghe chữ khá là thú vị. Và đầu tiên là về phần thiết kế của chiếc máy này thì vẫn là cái thiết kế all-in-one quen thuộc của Apple. Nhưng mà năm nay mình thấy là Apple đã thực sự làm đỉnh cao hơn rất là nhiều. Với cái dòng iMac đợt trước thì khi mà nhét tất cả các thiết bị vào màn hình với cái kích thước to như thế thì đã đỉnh cao rồi. Nhưng mà ở thiết bị lần này, các bạn nhìn xem, cái viền của nó chỉ mỏng đúng như thế này và nó sẽ được thiết kế vuông. Mình nghĩ rằng đây là cái thiết kế vuông là xu hướng của Apple rồi. Khi mà iPhone 12 này, rồi là iPad Pro hiện nay thì tất cả các sản phẩm đó sẽ đều được làm vuông như này. Và rất có khả năng là chiếc MacBook Air thì cũng sẽ được làm vuông như thế, ra mắt vào cuối năm nay. Và chiếc iMac này thì có màu là màu xanh blue. Và tất cả cái phần kim loại cũng như là phần kính ở trên này thì đều được làm màu xanh, từ con chuột cho đến bàn phím. Và về cổng kết nối của chiếc iMac này thì đằng sau chúng ta sẽ có 4 cổng USB Type-C và giải loa thì đặt ở dưới. Lát nữa thì mình sẽ mở loa cho các bạn nghe nhé. Ở trên thì sẽ là một camera và ở trên cùng này thì sẽ là hai mic thoại. Và mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái phần viền này. Và mình có một chiếc iPhone XS Max ở đây. Các bạn nhìn này, nó chỉ dày hơn chiếc iPhone XS Max một tí thôi. Như vậy là nó sẽ phù hợp với tất cả những không gian là văn phòng hay là cái nơi làm việc của chúng ta. Nó sẽ nâng cái địa điểm làm việc của chúng ta lên một đỉnh cao mới. Và về tổng quan, về mặt thiết kế thì nó khá là đẹp, nhưng mà có một điểm mà mình vẫn chưa ưng, đó là cá nhân mình thôi nhá. Đó là cái phần viền màn hình này thì Apple đang lựa chọn màu trắng để sử dụng viền ở trên con iMac này. Thì mình nghĩ rằng là màu đen nó sẽ cuốn hút hơn. Ngay từ cả cái phiên bản iMac đời trước, màu đen thì khi chúng ta sử dụng màn hình thì nó sẽ bị lẫn vào trong. Ví dụ như chúng ta xem phim chẳng hạn, nó sẽ không để lộ một cái viền trắng như này, mình nhìn nó hơi bị khó chịu một chút. Nếu mà màu đen thì cảm giác là cái viền của nó sẽ mỏng hơn. Và điểm qua thông số kỹ thuật của chiếc máy này thì mình sẽ kiểm tra luôn cho các bạn. Máy có kích thước là 24 inch, chạy chip M1, RAM là 8GB. Và màn hình của chiếc máy này thì có độ phân giải là 4480 nhân với 2520, như vậy là nó xấp xỉ khoảng tầm là 4,5K. Và ổ cứng của nó thì sẽ là 256GB. Và trọng lượng của chiếc máy này thì nó sẽ khoảng tầm là hơn 4 cân một chút. Và về màn hình của chiếc iMac M1 này thì mình thấy nó không có quá nhiều điều khác biệt so với lại iMac đời trước, bởi vì là bản thân Apple đã thực sự làm rất tốt cái màn hình này ở những đời trước rồi. Và mình thấy nó vẫn là có một cái độ trong trẻo này, màu sắc nó chân thực, rất là thích hợp, phù hợp với những ai mà làm design hoặc là dựng phim ảnh. Và một cải tiến nữa đó chính là webcam của chiếc iMac này thì đã được nâng cấp lên là Full HD rồi. Đây các bạn có thể nhìn hình ảnh trực tiếp. Và chính vì do dịch Covid vừa rồi nên là cái nhu cầu học online hoặc là học trực tuyến nó được nâng cao lên. Cho nên Apple đã chính thức nâng cấp chiếc camera này và mình đánh giá nó khá là cao. Nó không bị bệt màu và mũi mũi như cái camera cùi bắp ngày xưa nữa mà nó rất là nét rồi. Và vừa rồi là mình đã trên tay mở hộp nhanh chiếc iMac M1 này. Và cái điều đặc biệt nhất của nó chắc hẳn là nằm ở con chip rồi. Mình sẽ có thời gian trải nghiệm và gửi đến các bạn cái video đánh giá chi tiết nhé. Còn bạn nào mà quan tâm thì có thể lên ngay website macone.vn để các bạn có thể order những chiếc máy này về. Còn các bạn nào mà tại Hà Nội chúng ta muốn trải nghiệm trực tiếp mua máy này thì mời các bạn qua 113 Hoàng Cầu, cửa hàng MacOne. Thì bên mình sẽ có cơ hội dành cho các bạn để trải nghiệm trực tiếp mẫu máy này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.